Free, nhớ về chữ là free nè. Versus. Bạn hãy nói có bạn nào được chữ biomorphisms. Thằng luật sư dạy không biết nó nói sai sót gì. Biomorphisms. Ok, free morphine is a word. Nhớ là free morphine mà có thể là từ nè. Ừ, mình nói free cũng được, mình nói là word cũng được nè. Từ vựng nè. Ừ. Or root. Hoặc là root. Nó bằng nghĩa nhau các bạn. Root, word or free morphine. Mình nhớ vài chữ vậy thôi. Rồi cái bao một phim này cô có thể cũng ghi bên trái được nè. Prefix set or suffix set. Suffix. Prefix. What is its characteristic? Nhớ một số cái đặc điểm của từng thuật ngữ, ví dụ như prefix nó là tiền tố thì mình ghi nhỏ nhỏ ở đây nó là at before, at before the root, thêm vào trước cái gốc nha. Còn cái suffix thì mình nói là at before the at after, yeah, at after the root. Ít ít vậy thôi, về chữ vậy thôi hả? The meaning change is, yeah, when you have the root or the free morpheme, the bar morpheme consists of the prefixes or the suffixes which are added after or before the root, the verb new word, and the new words is changing the meaning or the participle of the root. Khi mà cái root nó có rồi mình thêm trước hoặc là sau, thì mình sẽ tạo ra từ mới. Từ mới là từ thay đổi nghĩa hoặc là từ loại của từ gốc. That's all. When you need to. Đó là xong bài 2 rồi. You want to add more ideas? Have you got any question when we finish unit 2? Okay, finish and no question. Finish and no question. Good. Unit 3 is about derivational and inflectional morphemes. Derivational, inflectional, derivational. So we have 5 syllables. Mình có 5 âm tiết ha, mình đọc đúng không cô ha? Derivational. And here we have inflectional, inflectional. Yeah, morphemes. The same, yeah. Just come back to unit 2. We have got bound and free morphemes. Mình chỉ nhớ lại bài 2 giùm cô ha. Bài 2 vừa mới tổng kết xong đó là bound morphemes nó gồm có là prefixes and suffixes. Đúng không? Nó gồm có những cái tiền tố và hậu tố which are added before or after the root to perform new word. Nó có thể thêm vào trước hoặc là sau cái từ gốc để tạo ra từ mới. Vậy là khi mà cái nào á, cái một và bao một phim nào mà được thêm vào trước và sau mà tạo ra từ mới á, thì những cái bao một phim đó, the bao một phim when you add the bao một phim before or after the root and then create the new word, they are called derivational morphemes. Nếu mà cái gốc từ mà mình thêm trước hoặc là sau. Tôi ghi lại chỗ này nha. Bây giờ reflex nè. Bạn không có nhầm lẫn của free morpheme, bao morpheme với derivational and inflectional. Cô nhắc lại là derivational and inflectional đều là bao morpheme hết. Nó chính là tiền tố và hậu tố đó. Bài 3 là một bài nhỏ của bài 2 á. Bạn thêm a root, bạn thêm prefix. Mà bạn tạo ra từ mới, new word. Prefix root ha, mà cái công thức này nè, cái formation này nè, mà nó tạo ra được từ mới. Thì cái prefix này á,
cô gọi nó là derivational morpheme, chắc chắn là regular chứ xuất thiệt nó thuộc cái nhóm là ba morpheme rồi. Nhưng mà nếu mà nó cộng vào root mà nó tạo ra từ mới thì cái regular đó sẽ được gọi là một cái derivational morpheme. Okay, is it clear to you everyone? Okay. Yes. Rồi giờ cô thêm cái công thức khác nữa, cái formation của cô là bên này root nữa. Cô cũng có root của cộng vào một cái suffix. Nếu mà cái công thức này nó diễn ra, when we have the rune, this combination, and that has got the root and the suffix, then we have the new word. Và cái công thức này nó cũng tạo ra từ mới nữa. Yeah. Inflectional. Nó cũng tạo ra từ mới luôn. Thì cái suffix này cô sẽ gọi nó là derivational morpheme luôn. Nó tạo ra từ mới mà. Đó, nó tạo ra từ mới thì cô gọi cái suffix hay là prefix này á là derivational morpheme. Sao lắng động khoảng 30 giây có hiểu tới đây chưa? Hết rồi ạ. Ok á. À. Rồi, bây giờ tới phần inflectional morpheme. Good. Yeah. Inflectional morpheme á là khi mà cô, bây giờ cô nêu ví dụ đi. Cô nêu ví dụ một cái chữ bao trùm luôn, đó là unfriendly. Hiểu root của cô là friend. Cái gì cũng không qua ví dụ, ví dụ là dễ hiểu nhất mà. Friend, bây giờ có friendly, từ mới. Rồi cái ly, rồi có an, cái trước an. Thêm cả về tiền tố hậu tố luôn. Thì ở trong đây mình có hai cái tiền tố hậu tố là an và ly. Thì bạn có là an cũng là derivational morpheme, mà ly cũng là derivational morpheme. Bởi vì sao? An and ly have the word friend to perform the new word. Tại vì cái chữ anh và chữ ly nó giúp cho cái chữ gốc là friend hình thành từ mới. Cho nên anh với lại ly được gọi là derivational morpheme. Ok. Rồi bây giờ qua một cái ví dụ về derivational morpheme mà bạn có friend. Bạn có friend. Bây giờ cô thêm suffix vô. Cô thêm suffix vô nhưng mà cái suffix của cô á là s. Thì lúc này á nó thành một cái chữ là friends in plural form. Friends ở dạng số nhiều. Đúng không? Friends ở dạng số nhiều thôi. Thì cái S này á, nó không có change the meaning. The S here cannot change the meaning or participate of the root frame. So I will call S here is inflectional morpheme. Cho nên S này chỉ dừng lại ở mức là nó là một cái inflectional morpheme thôi. Nó không có đổi từ loại, nó cũng không có đổi nghĩa, mà nó đổi dạng của từ gốc. Thì gọi nó là inflectional morpheme. Đã hết bài 3 đó bạn. My good student, can you understand? Yes, understand all of. Nó là có nhiều đó thôi à. Bài ba là nhiều đó đó. Yeah, now my question right now. Bây giờ cô có một cái yêu cầu ha. Bây giờ cô có cái chữ là okay, let me think. Pen. Cô có cho pen, bây giờ cô muốn bạn thêm vào cho cô một cái inflectional IM đi. Để tạo ra một new form của nó, dạng từ dạng mới của nó. IM là inflectional morpheme đó bạn. Mình thêm được cái gì vô nè? Pens. Pens. Pants. Rồi cô có từ word. Cô yêu cầu là bạn thêm một cái IM vô nữa. IM là inflectional morpheme luôn đó. Là hình vị inflectional luôn. Để ra cái new form của nó. Working. 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 Yeah, bạn cho một cái từ có thể nói là nó gây confusion. Nó gây ra cái bối rối. Tại vì working á, nếu mà trong cái câu này working is a tiring action. Đó thì chúng mày working nó là noun hay nó là verb nè? Nó là noun cho now. Nên lúc này nó đã chuyển, nó không phải là inflectional morpheme mà nó derivational morpheme because you change verb to noun, đúng không? Đó, trong cái câu này. Rồi câu này,
Bạn có là he's working in his office. Thì working này mới là I am đó. Cái in ở trong working này mới là I am. Yes. Yeah, lắng động. À, cái này nó là đi em nè. Nó cũng là in thôi. Nó cũng là ing. Thật ra là ing mới đúng. Mà mình nói in là cũng chưa có rõ lắm. Nè. In là như là đi em nè. Này là I am nè. Cũng cùng là ing. Cũng cùng là thêm ing vào. Nhưng mà ing trong câu 1 á là đi em, còn ing trong câu 2 đó là I am. Được không bạn? Ừ. Vậy mình thêm đi vô. Thêm đi là không có bị nhầm, không có bị confusion. Ok ha. Rồi cô xóa hết. Cô cho một từ ghế nha. Cô sẽ cho từ là act. Giờ cô muốn bạn cộng vào cho cô một cái DM. DM thì chắc chắn phải ra cái gì rồi. Không có new form nào. After. New work sẽ ra từ mới, cho nên bạn có thể cộng là actor, acting, actor, activity, action, activity. Actor. My good student. Thấy cho ví dụ thì ghê không? Cho ví dụ toàn là từ hay không luôn nè. Đánh máy mà tay run rẩy luôn nè. Ok, activity, action, actor, activity. It's a new word, a new word of the word act. Đây là những từ mới của từ act. Cho nên, ở đây bạn có gốc gì với gốc gì nè? Bạn có những gốc gì kể cô nghe coi. Bạn có OR nè. Rồi bạn có ET nè. Bạn có ET nè. Rồi có gì nữa? Có ION đó nè. Thì ba cái gốc này nè, ba cái gốc mà OR, ET với lại ION nó là DM. Because they are added after the word act, to form the new word of the word act. Còn gốc active nó cũng active, ES. Artist. Đấy không? Cho nên là mình phân biệt được dùm cô là DM với IM cho nào. Active nó cũng active trong phần là artist, active. ED, S, à. Adjective nó còn nó là adjective active. EV active. À, active. Problem của lớp mấy bạn là chỉ có một problem rất là nhỏ thôi. Very small, very minor. It's about your pronunciation. Phát âm hơi yếu chút xíu thôi hả? See that you have a lot of ideas and you are very smart, but your pronunciation is not perfect. Okay, so I think that is very easy for us to deal with the content of this unit, because almost all the content of this unit is very easy example, right? And derivational morphemes. Thì quá dễ rồi, tại vì mình đã hiểu rồi, cho nên là chỉ xuyên qua thôi. Thông qua thôi. Derivation is the formation of the new word from the existing word root by addition of the prefix or suffix. Nha, bây giờ tới thời điểm là mình đọc định nghĩa là mình thấy cảm thấy rất là dễ chịu bởi vì mình đã hiểu rồi. Người ta nói là hình vị derivational là một cái quá trình mình thêm tiền tố hậu tố vào trước và sau gốc từ để tạo thành một cái từ mới. Dishonest assistant. Dishonest. Which is the root? Bây giờ cô nói chữ dishonest trước nha. Dishonest. Root. Tell me the root. Gốc là gì nè? Honest. Yeah, honest. Nhưng mà bạn đọc được cái từ honest là cô happy lắm rồi nha. Mình đọc mà honest nghĩa là cái phát âm của mình nó sai liền nha. Honest. Bao một phím, mình phải ôn lại bài 2 luôn hả? Câu hỏi bao một phím là chữ gì? This. This. Yeah. Câu hỏi là suffix. This. Thì sao? Suffix là gì nào? No. Bị gài bẫy. No. Đó là bị gài bẫy rồi. No. Prefix.
This học giỏi cũng có lúc bị gài bẫy ha. Prefix là this. D-I-S. D-I-S, ok. There is a word, this. What does this mean? No. Oh, no. No. Hay là not know nothing. Not know nothing. None. Ghi chữ nào cũng đúng trơn á. None cũng đúng rồi nè. Đừng ghi là yes thôi. None. Not none, no, nothing. Right? No, nothing, nothing. Ok. Mình đọc chữ nào cũng phải đúng hết nha. À, đó chữ gì nữa đây? Bây giờ có hỏi gì nữa đây? Prefix is, this is a directional or inflectional form. This là I am hay là DM à? DM. 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 Directional past perfect or honest? Word class? Yes. Yes. Good. Không cần ghi luôn, trả lời liền luôn. Very good. Directional the word class? Yes or no? Yes. Nãy bạn nói yes không? No. Nó đâu có đổi từ loại no, đâu no, à? No, no, no. À, có biết rồi. Vậy là lớp này là phải suy nghĩ những gì. Ngồi thì gài vô á. Gài vô cho trả lời sai chơi vậy đó. Rồi cái này tới gì? À, does it change the meaning? Câu này mới yes à? Nó có rõ nghĩa không? Đó. Yes. Ừ, câu này mới yes nè. Does it change the meaning? Còn word class không có đổi, đổi từ loại, nó đâu đổi từ loại. Đó, nhiêu đây thôi, cho một chữ thôi là cô hỏi là cái phần này được 2 điểm rồi nè, 8 câu nè. Ok, assistant, the assistant nha, giờ qua chữ assistant. Assist and turn. Root, tell me root please. Assist. Assist. We have assist. Assist. Đọc có âm cuối luôn. Assist. Assist. Bao một phím. An. Vậy cô hỏi nha. Cô hỏi là cái ant này nó có liên quan gì tới cái chữ mà ant là con kiến không nè? Có không? Không ạ. Nên cái chữ ant này nó là free một phim đúng không? Nó là hình vị free. Còn ant này nó đang là một cái vị tố. Cho nên á, để phân biệt giữa cái free một phim hoặc là cái suffix hay prefix á, các anh chị chú ý cái hyphen á, cái gạch ngang á anh chị, hyphen. Cái gạch ngang nó quan trọng lắm luôn đó. Là cái dấu này nè, để thể hiện nó là một cái bao một phim, nó không phải là word. Yeah, we need to use the hyphen before the word to show the suffix or after to show the prefix. Nếu đứng trước một cái từ á, thì gọi một cái nhóm chữ cái á, thì gọi nó là một cái vị tố. Còn nếu mà nó đứng sau á, thì nó là tiền tố. Chẳng hạn như this, mình để hyphen ở sau nó là prefix. Còn ant để ở phía trước nó là suffix. Is there any suffix? Yes, prefix no. Yes, prefix, no. Right, what does ant mean? No. A person. Very good. Very good. A person or a job? Now's a profession. Bạn có thể trả lời là a person, a job, or now's a profession. The ant is an IM or a DM? DM. DM because it changed the change meaning. The change meaning and change was last. Change was last, change meaning. Change was last and change meaning. Are you sure? Yeah, assist the verb and the noun and meaning change. Meaning, I think that the meaning changes a little bit. Not opposite meaning. Về phần nghĩa thì chắc là nó thay đổi một chút thôi. A little bit. A little bit là gì biết không mấy bạn? Ví dụ như cô có một cái chai nước đi. Xíu. Cô có một chai nước thì mà cô nói là I have a little bit water in my bottle of water.
cô còn có một chút xíu nữa, có nghĩa là some drops, chỉ còn có vài giọt thôi đó bạn. Nên khi mà nói là the word assistant change, the meaning of the word assist mean no change, almost no change. Nó sự trợ giúp, sự giúp đỡ thì cái phần assistant là trợ lý thì cũng là giúp đỡ đó, nó không có đổi nghĩa nhiều nha. Còn có đổi là cái phần quarter class, đổi nghĩa trong tiếng Anh á, người ta quy định là chỉ khi nào nó hơi opposite meaning á, nó nghĩa trái ngược lại mới gọi là gender meaning. Example of derivation, ER is added to teach from teacher different part of speech. Characteristic, đây cái phần characteristic là cái phần đặc tính. We need to every issue or every person we know, we need to understand who is she, who is he, and her and his characteristics. Bất kỳ vấn đề gì trên đời này thì mình học là mình biết đó là gì và đặc tính của nó. When you work with someone else, we need to understand, to know and get to know clearly about that person's characteristics. The first characteristic of DM is that DM change the meaning of her speech of the word. Cái này nói rồi hết rồi, cô đã nói là học xong rồi mà, chỉ cần lướt qua thôi. Unfriendly and teacher. Unfriendly change both meaning and part of speech. Teacher's ER change the part of speech only. Ví dụ hai từ ở đây thì nó đều là có cái tiền tố hậu tố. Trong cái từ unfriendly, bạn có un và ly thay đổi cả từ loại và cả gì, cả nghĩa luôn. Còn cái ER trong từ teacher là chỉ đổi nghĩa thôi, chỉ đổi từ loại thôi. Nhưng mà cả ba cái gốc này, un, ly và er đều là DM hết. Give me more example. Muốn more example á, là đầu tiên bạn phải nghĩ ra cái gốc trước nè. Đúng không? Rồi bạn mới thêm cái gì? DM vô. DM của bạn có thể là phía trước, DM thì thêm vào phía trước cái gốc, hoặc là DM bạn thêm vào phía sau. Root. Root important. Yeah. Important, unimportant. Important. Important. Does we have an after import? Nó có hỏi ha, important á, có phải là mình có import? Ý là bạn nói là đầu tiên mình có import. Rồi mình thêm A-N-T vô hả? No. Important adjective, unimportant. Yeah, so the root is unimportant. The root is important, right? Vậy là cái gốc là important. Yeah, mình thêm DM vô. Attractive. What? Unattractive. Yeah, we add both prefix and suffix for verb attract. Cái này hay nè, bởi vì bạn thêm cả cái tiền tố hậu tố luôn ha. Nhưng mà cái steps, let me the steps in forming the words. Cái bước là như thế nào bạn? Đầu tiên là bạn có là root là attract, đúng không? Attract. Attractive. Good. Attractive. Unattractive. Illegally. Illegally. Is that right? Yes. No. Nó bị lộn chữ nào mà. Illegally. Yes. Well, yes. The root. A root legal. And legally or illegal? Illegal. Chứ bạn tính trước mà tới trạng bạn. Rồi mới tới là illegally. Đúng không? Hiện tại là bạn đang có illegal.
Ví dụ mình dịch là trong tiếng Việt mình có một cái nhóm từ là những cái việc làm phi pháp. Anh ấy có những cái việc làm phi pháp thì mình dịch ra tiếng Anh sao? Những việc làm. Những công việc bất hợp pháp. Những hành động bất hợp lý. Illegal action. Illegal action. Illegal act cũng được, là hành vi act. Illegal act. Maybe illegal act is more exact. Illegal act. Các bạn có sử dụng từ điển class không các bạn? Từ điển này nè, chắc có ha. Dạ yeah, không, em mới biết luôn á. Mới biết. Dù mình nói mới biết tiếng Anh mình định sao nè, mới biết. The new knowledge. The new knowledge. Là kiến thức mới á hả? Vậy là tiếng Anh mới biết luôn á. Là mình dịch xác, chưa có xác nghĩa. Mới biết. Vậy ra bạn nào dịch được nè? I have just know it. I have just know it. It's the first time I see it. Lần đầu tiên thấy đúng không? Mới biết luôn á. À, các bạn học giỏi quá à. Nếu mà hôm thứ sáu á bạn, tới hôm nay là tháng thứ hôm nay á, mà cô có gì dạy mà cô có bị sai sót thì bỏ qua cho cô nha. The second characteristic is that day. What does day stand for? Chữ day này là đại diện cho cái chữ gì vậy ta? Pronoun. Nhưng mà nó thế thì chữ gì? Day là chúng hay là họ? Như thế như chữ gì vậy ta? Tao một phim. Tao một phim. Mình đang học bao một phim hay là mình đang học derivational một phim nè? Derivational một phim. Derivational một phim are not required by syntax. Ý này rất là hay cho nên mình chú ý giùm cô ha, là hình vị derivational thì không bị thống trị bởi gì? Không bị điều khiển bởi cấu trúc. They typically indicate semantic relation in the word but not syntactic relation outside the word. Là những cái hình vị như này nó được điều khiển bởi cái từ loại ở bên trong từ nhưng mà nó không bị điều khiển bởi cấu trúc bên ngoài. For example, when you want to describe someone is unfriendly, you use unfriendly. But it is the same in the case that you would like to describe many people are unfriendly. Chẳng hạn như từ unfriendly mà bạn muốn mô tả cho một cá nhân, một người thôi á, thì cái chữ unfriendly nó vẫn là unfriendly. Hoặc là cho nhiều người thì vẫn là unfriendly chứ mình không có thêm hay là mình không có thay đổi gì hết. Cho nên nó mới nói là những cái hình vị về derivational một phim nó không bị điều khiển bởi cấu trúc mà nó bị điều khiển bởi cái sự thành lập từ ở bên trong cái từ đó thôi. So he is unfriendly or they mean plural. They are unfriendly. Bạn hiểu chỗ này không nè? Tức là từ vựng là cái phần syntax á, là phần structure, là phần cấu trúc á, là nó không điều khiển cái phần DM mà ở bên trong từ thôi. Trong cái từ unfriendly chẳng hạn mình có friend, friendly, unfriendly, đó là cái thành lập của bên trong cái từ đó. Còn bên ngoài có nghĩa là he is hay là những cái gì bên ngoài của cái câu đó, cái từ đó thì nó không ảnh hưởng. The next. They are not very productive. It means that the root, every root we have is combination. Cái này đôi khi mình không cần dịch qua tiếng Việt, bạn dịch qua tiếng Việt không có hay. Ý là ý muốn nói là cái phần mà DM á, nó rất là hạn chế trong cái phần mà thành lập từ mới. Có nghĩa là mỗi gốc từ nó sẽ có cái thành lập kết hợp riêng của nó. Chẳng hạn như predict, when you are asked to form the noun. From the word predict, you just add ion. Chẳng hạn như từ động từ predict mà bạn được yêu cầu là hãy chuyển cái động từ này qua danh từ thì chỉ có một cái kết hợp duy nhất là với cái gốc là ion thôi. Chứ bạn đâu có thêm cái gốc khác được. Hoặc là improve.
Improve is a verb, and when you are asked, you will form the noun from the verb improve. You just add ment. Hay động từ improve mà muốn chuyển qua noun thì mình chỉ có thể thêm cái hậu tố là ment. Chứ mình đâu có thêm sành được. Cái hàng ở đây mà mình thêm cái improve mà mình thêm cái gốc này vô đâu có thành noun được. Hoặc là predict mình đâu có thêm ment được. Yeah, it depends. It depends totally 100% on the root. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái gốc từ mà bạn đang có. Ví dụ như chữ give me one verb. Cho cô một cái động từ coi. Một động từ. Given. Cái hạn cô tới gửi given. When you ask, you will form the noun. Cái hạn động từ là given. Bây giờ cũng hình thành danh từ. Thì mình thêm cái gốc gì vô nè. Thêm nó bị tố gì vô. Government. Government. Government, yeah. Chứ mình ta đâu có thể government được, no. Give me example, more example, please. Cho cô thêm ví dụ đi, mẹ. Invest, investment. Introduce, attend. You attend, invest, investment, attend. Attend. Attendance. Tùy thôi, tùy cái gốc thôi. Hoặc là attention. Cô hỏi ha, cái chữ attention là nó từ cái chữ gì ra bạn? Sự chú ý nè. Hay là cái gốc của nó vậy luôn? Các bạn là nó từ chữ gì ra? Attention, từ chú. Attend. Can you spell the word for me, please? Attend. Giờ ở đây mình có chẳng hạn như cái chữ như là teach. Cái chữ teach mà cô muốn chuyển qua danh từ thì cô thêm gì vô nè? Ngoài cái ER, ngoài cái teacher thì mình còn thêm gì vô nữa nữa? Teaching. Teaching. Raw. Giờ cô có từ raw. Cô kết hợp cái gì để tạo ra từ mới được nè? Raw. Raw. Rowing, row e. Yeah, rowing, row e. The next, the four characteristic is they occur before inflection morphemes. Cái này cũng như là position thôi, cái vị trí của nó đứng ở trong từ thôi. Nếu mà có hai cái luôn, when the word has got definitional and inflectional morphemes, so DM will stand before IM. Nếu mà trong từ nó có kết hợp hai lần DM với IM thì DM sẽ đứng trước IM thôi. Simple, it's very simple, right? Because inflectional morphemes stand at the end of words. Chỉ cần nhớ là inflectional morpheme nó là hậu tố cho nên nó đứng cuối từ thôi. Và ở phía trước nó có cái gì đó thì nó phải đứng trước IM rồi. Đây government, govern and men and s. Nên chỉ là vị trí thôi. They may be prefix and auxiliary. Cái tiếp là nó sẽ là tiền tố hậu tố, nó cả hai cái luôn. Cái DM nó gồm có cả tiền tố hậu tố. Đây, EN it will widen or EN it will enlarge. Cho cô một cái tiền tố hậu tố nó giống nhau mà nó thêm giống như là widen với enlarge. Bạn thấy chữ EN trong cái từ widen mình đọc là in, nhưng mà trong cái từ enlarge lại là enlarge. Nó thay đổi cái phát âm trong cái sự kết hợp từ đó mà. Give me more example. What is characteristic? Shorten. Shorten. Ở đây có bạn dịch các bạn y lý do this. Em nè. Mình cho một cái DM khác bạn. Lengthen.
Danh cộng en ra động từ là phần. Mình thêm phía sau, cái này mình đang thêm phía sau ha, giờ thêm phía trước cái này. Trên phía trước thì chỉ có thể thêm vào tính để tạo hành động thôi à. Cô thấy đa số vậy đó. Cộng do tính ra động thôi. Giống như last vậy đó. In last, mình có ngoài có in last, mình có in gì nữa mà. Làm rộng ra, nới rộng ra. Give me one more example besides the word enlarge. Cho cô thêm một ví dụ nữa đi. Trên một hình là mình encourage, yeah. But different, encourage is a combination of en and noun. Nếu bạn cho ví dụ là encourage thì ở đây nó tạo là noun rồi, nha, cộng với một noun thì ok. Chỉ là đổi cái công thức thôi. We have en and courage, encourage. Any question until now, everyone? Cho cô thêm cái tóm tắt, cho cô có tóm tắt của buổi học hôm nay rồi bạn. What did we learn this morning? Tell me please, before we say goodbye. Volunteer please. Do you want to volunteer or do you want to be called? Tóm tắt đi là mình nghĩ bạn. This morning we deal with the pairs consisting of the bound morpheme and free morpheme. And we also deal with the derivational and inflectional morpheme. That's all. Sáng nay là mình chỉ học hai cái phần phân biệt thôi. Distinguishing between the free and bound morpheme and the difference between derivational and inflectional morphemes. Sáng nay là chỉ hai cái đó thôi. Em có hỏi gì không nè? Em còn nữa đi. Dạ, không. Ủa sao thấy thấy mệt mỏi quá vậy? Are you tired? Are you tired? So we will meet at 1:30 p.m. this afternoon. Is that right? Yes. Yes, teacher. Yeah, goodbye and have a good lunch. Goodbye. Bye.